Chào các bạn, chào bạn Thành nhé. Video này mình gửi bạn Thành ở Bình Phước. Bạn Thành có đặt bên mình một mẫu nhẫn nam bạc ta. Hôm nay bên mình đã làm xong và mình quay cho bạn xem trước để chiều nay mình gửi hàng. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết để bạn Thành xem cái nhẫn mà bạn đã đặt bên mình nhé. Bạn Thành ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước có đặt bên mình một mẫu nhẫn nam bạc ta mặt đá xanh. Hôm nay bên mình đã làm xong, mình quay cho bạn xem trước để chiều nay mình gửi hàng. Cái nhẫn này có trọng lượng 2 chỉ, số tay 18, mặt đá màu xanh nước biển, ở hai bên sườn là hai há dãy đồng tiền, đây ba đồng kim tiền. Đây là mẫu nhẫn nam bạc ta mà bạn Thành đã đặt bên mình. Viên đá này màu xanh nước biển mà bạn Thành đã đặt nhé. Chiều nay mình gửi hàng thì khoảng 3-4 ngày thì tới Bình Phước. Bạn Thành để ý số điện thoại nhận hàng giúp mình nhé. Hy vọng bạn Thành sẽ hài lòng với cái mẫu nhẫn nam bạc ta mặt đá màu xanh nước biển này. Một lần nữa cảm ơn bạn Thành đã tin tưởng và đặt hàng bên mình. Các bạn trên mọi miền Tổ quốc, ai có nhu cầu về trang sức vàng bạc, xin liên hệ với mình qua Zalo số điện thoại 079 609 6717 nhé. Video này mình xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Chào các bạn.